Đây, chào tất cả anh em nhé. Đêm qua tôi về được một lô cà phê đây anh em ạ. Thì cũng giao lưu với anh em mấy cây rồi, giờ còn mấy cây nữa để xử lý mang trồng anh em ạ. Thì những cái cây như này thì tôi xử lý triệt để luôn để cho nó sau này nó ra mầm đúng ý để mình tạo thành cây bonsai anh em ạ. Thì cà phê thì trước đây thì tôi cũng làm nhiều, nhưng mà đấy, vừa rồi thì cũng có một cái cây tôi đào trong một cái video đấy thì cũng định để chơi, nhưng mà cuối cùng thì có anh bạn anh đấy thì cũng lại giao lưu lốt. Thế giờ dư cho mấy cây thì chắc trồng một lô anh em ạ. Trồng một lô để sau này tạo thành một dàn bonsai cà phê anh em ạ. Cà phê này thì tôi có một anh bạn trên TikTok thì anh làm cà phê này rất đẹp anh em ạ. Thì tôi cũng có xin video của anh ấy thì sau thì từ từ cập nhật lại một cái số hình ảnh anh ấy làm cà phê rất đẹp. Đây này là những cái cây cà phê của anh Thái Cà Phê Bonsai nhé. Anh em có thể vào trang TikTok của anh ấy xem rất nhiều cây đẹp. Và tạo dáng thì cà phê này thì nó vẫn ra hoa ra quả bình thường như dưới đất anh em nhé. Và cà phê này thì nó không có cây đực đâu, cây nào nó có quả hết đấy, cây nào cũng có hoa hết. Nên anh em mà ví dụ chơi cà phê này thì rất yên tâm. Nhiều anh em cứ bảo là nó có cây đực cây không có quả không, tại vì người ta trồng cái cà phê này để người ta lấy quả kinh doanh mà. Khi mà nó già rồi thì mình mới lấy mình làm cây cảnh anh em ạ, tại vì khi nó già thì nó mới lu lên nó mới đẹp. Những cái cây làm cảnh là những cái cây mà nó vài chục năm rồi anh em, chứ không phải là 1 2 3 năm mà làm cây được. Những cái nu này nó tạo trong thời gian là rất lâu. Những cái cây này thì anh em cũng mới làm một vài tháng nhưng mà đã có form dáng rất đẹp rồi. Đấy, rất là hay. Vừa chơi thân cốt đẹp nha, vừa chơi hoa vừa chơi quả. Đây này, đây là cây nó đang lụ này, còn nó nở ra thì đẹp hơn nữa anh em ạ. Đây, nụ hoa rất là sai. Và cà phê này nó ra hoa này vào dịp Tết anh em nhé. Đặc biệt nó lại vậy. Đây còn những cái cây này thì nói chung là tôi cũng xử lý sơ sơ rồi anh em ạ. Giờ chỉ có những cái rễ nào nó chìa ra với cả nó bị gãy thì cắt ra đi thôi. Rồi mang đi trồng đấy anh em ạ. Trồng thì cà phê thì trước đây tôi cũng có trồng rồi thì nó cũng rất dễ sống anh em ạ. Đây, cà phê thì mình không sợ là không, nó không ra mầm đâu. Tất cả những cái lu này là đều là mắt mầm hết này anh em. Sau này nó ra mầm, nó ra kín cây luôn này. Mình phải lọc đi rất nhiều chứ không sợ là không có mầm. Tất cả những cái điểm lu này là đều là mầm hết. Đây, mầm nó ra từ những cái lu. Đấy. Kín luôn này, nếu mà mình để cho nó ra tự nhiên thì nó kín cây luôn anh em ạ. Thì video này tạm biệt tất cả anh em nhá. Ươm trồng thì cứ trồng rồi cho đất vào thôi. Đấy, ươm. Che này, nếu mà mình kỹ thì mình lấy bình lông mình chùm hết này. Tưới dưa ẩm. Đây, sáng nay còn mấy phôi đây anh em. Toàn gốc lu đẹp. Có cái thằng này nhỏ nhưng mà lu rất ác.
cây này có thể chứ cao không, chơi phát đến đây đoạn này nổi mỗi cái mầm chơi cái lù này rất là hay. Thank you.